Các bạn, mỗi ngày mỗi khác thì hôm nay Mai Quy lại lên giường của thầy Hai Riêu, một nghệ nhân Trần Lan ở quận 2 để làm tiếp một số video và tiếp nối cái loại mà chậu dendro khủng mà rất là nhiều bạn đặt câu hỏi trong thời gian vừa qua. Thì có một bạn hỏi sao rễ nó ra nhiều như vậy, đây nè, rễ sao bên ngoài gì có tốt không, có nghĩa là trồng lan mà rễ nó bò ra ngoài có tốt không. Rồi có bạn hỏi là trồng muốn giữ lá không bị vàng lá. Rồi có bạn hỏi là làm sao mà nó lại nhiều lá và nó bự như vậy, rồi cây nó cao như vậy, tại sao nó lại cao khỏe như vậy, và cách hướng dẫn cách chăm sóc và bón phân làm cho cây khỏe mạnh. Thì hôm nay Mai Quy cũng lại tiếp tục đến nhà thầy để thầy hướng dẫn tiếp. Dạ, đây là cái chậu lan mà hồi bữa làm tới cái phần mà vô chậu hoàn chỉnh rồi. Thì dạ xin chào thầy ạ. Rồi chào em. Hôm nay các bạn nhiều bạn hỏi nhiều câu hỏi cũng rất là hay, thì mong thầy giúp các bạn để hoàn thành cái hướng dẫn chăm sóc. Thì bữa mình đã vô chậu rồi là thời điểm tới giờ chắc cũng đâu như 3 tuần nữa thầy. Không nhớ chắc cũng cỡ đó. Dạ, thì hôm nay thì thầy đánh giá cái chậu mà mình vô này thì cái tình hình sức khỏe nó thế nào và nó đạt tiêu chuẩn không thầy? Nói chung là nó ổn, nó cũng không có gì trục trặc á. Lá bình thường hả thầy? Lá bình thường. Rồi cái giai đoạn tăng trưởng lên được nhiều chỗ rồi. Em thấy là cái lực chồi nó lên mạnh rồi nè. Nó cũng cái đoạn này. Dạ, không có bị tuột lá, không bị nhăn lá, không bị nhăn thân. Vậy thì mình tiếp tục mình chăm sóc thế nào thầy, dựa theo một số câu hỏi của các bạn hỏi á. Dạ. Giờ đến cái giai đoạn kế này nữa là mình cho than vô. Dạ. Thì khi mình dùng than á thì mình dùng cái những cái miếng to gì nó nằm dưới trước đi. Đó là cho nó chặn bớt những cái khe. Dạ. Để cái phần mà nhỏ đó, nó không có lọt xuống. Dạ. Đó. Than này mình xử lý cái gì như thế nào thầy? Này chẳng có xử lý gì đó. Thường người ta cũng phải ngâm một bữa, nhưng mà mình đây mình thấy nó cũng bình thường, nó nó tự ông lò đưa ra thôi, mình thấy khỏi phải mất công qua giai đoạn đó. Nhưng mà mình mua than gì thầy? Than đước, than củi gì không thầy, hay thế nào? Than thì nếu mà dùng được là than nhãn, than cày, than cám, còn cái than đước là không xài được. Than dầu không xài được. Dạ. Những than loại nào mà nói chung là nó xốp nhẹ. Xốp nhẹ. Mà nó ít có vết răng nứt. Ít có vết răng nứt, dạ. Đó thì loại đó mình xài được. Vậy là một cái kinh nghiệm để chọn than. Em thấy là than nhẹ là rẻ tiền nữa thầy. Mà dễ đập nữa. Mà cái này là thuộc loại than dụng, để nó rẻ tiền. Mình thay mình mua một cái than lớn là mình phải cắt. Mình chẻ nó ra nó mất công. Còn cái này là than dụng. Mà mình xài là không phải đầy nhóc chậu, mà nó chỉ có một lớp mỏng 1-2 phân thôi. Thì vậy là mình chỉ cần bỏ bề mặt. Thầy em có một cái suy nghĩ này mà bữa giờ em suy nghĩ á, là nhiều bạn nói là trồng than bị nấm trắng, em cũng bị luôn, em trồng cũng bị. Có phải là cái bí quyết đây là mình trồng nó ít như vậy nó ít bị nấm trắng không thầy? Thật ra than mà trồng bị nấm trắng là khi mình tưới á. Dạ. Là mình tưới nó không ướt hết. Dạ. Bị tưới mà nó không ướt hết là ai bị cái nấm trắng trong cái viên than mấy cái rãnh. Dạ. Đó thì cái loại đó đó thì không có gì hết, bị cái viên than khi mà mình tưới mình phải tưới chậm lại một chút. Dạ. Vì nếu mình tưới cái ào qua cái nó rút được cái lớp ngoài thôi, còn trong ruột nó chưa. Dạ. Nó giống như cái rễ lan mokara vậy đó. Dạ. Thì mình tưới chậm lại một chút hoặc là mình tưới qua. Dạ. Mình tưới lại mình lướt 2-3 lần nữa, nó thấm hẳn vô cục than này, nó không bị đến nỗi cái chậu nước chảy không rồng. Còn mà cái cục than nó bự mà mình xịt vô nó chảy ào thì nó mới bám bề mặt, nó chảy rồi nó rút được có chút xíu rồi. Dạ. Thì mình quay lại kia đây cục than không queo. À. Thì cái đó nấm mới có, chứ còn mình tưới thật ướt là không có nấm. Vậy là cục than bự cũng không tốt phải không thầy? Than bự quá thì nó cũng đâu có làm ướt lẹ. Than bự quá nó làm ướt không nhanh. Một mặt nữa là do nó giãn nở, khi nó giãn nở nó nứt cái cục than ra thì nó làm chấn thương rễ. Chấn thương rễ. Em nghe mỗi lần tưới nó nghe bốc quá thầy. Cho nên là cục than lớn thì thường bằng ngón chân cái người ta chỉ bỏ dưới những cái chậu 17, 18, 19 rồi đó là người ta bỏ lớp đáy. Dạ. Còn bên trên thì cũng bằng tay cái khoảng 1 phân vuông.
khoảng 2 năm về trước, cái phong trào vỏ thông mà nó chưa thịnh hành đó, em thấy nhiều bạn trồng than cái cục bự và cái nắm tay rồi. Đúng rồi, bỏ cục bự không? Là dở lên là nắm trắng hết ở dưới luôn. À, tại vì mình tưới nó rút không kịp. Dạ. Mùa mưa nó ít hơn mùa nắng. Với lại cái lớp này nó mỏng, mình tưới nó cũng dễ thấm hơn thầy ha. Dạ. Còn nếu mà nhiều bạn có hỏi đặt câu hỏi là có trồng than hết khúc này không? Thì cái đó dạ, là chắc dễ nắm trắng thầy ha. Nó không phải dễ nắm trắng, nhưng mà khi mình trồng vậy nó ở dưới nó không có nắm trắng đâu, ướt ở dưới nó không có nắm trắng. Dạ. Nhưng mà ở dưới là cái độ ẩm quá cao. Quá cao hả thầy? Độ ẩm ở trong cái chậu mình cơ cấu như là chỉ độ ẩm trong cái phần trống, phần không khí. Dạ. À, có độ ẩm. À, còn cái bề mặt của cái giá thể ở đây là mốt thì nó chỉ có cái ngoài bề mặt thôi, nó không có rút vào trong. Còn nếu mình dùng than mà nó rút luôn ở trong cái than thì trong đây nó trở thành là quá ẩm. À, à. Thì nó dễ bị nhũng rễ. Thối rễ thầy ha. À. Dạ. À. Cái bữa nhiều bạn coi là cũng ngạc nhiên là kể cả em luôn là dùng cái lớp than rất là mỏng. Vậy thì nó đạt tiêu chuẩn. À. Rồi cái cây 3 tuần thì rễ bắt đầu nó cũng ló hả thầy ha. Nó bò. Dạ. Bây giờ mình bỏ than về thì một thời gian nữa chắc nó bò khả năng hả thầy? Thì cứ về nó bò riết cho tới nó sẽ bò ra ngoài hả thầy? Từ từ nó ra tới ngoài. Không, nhưng mà cái rễ thì nó ra tới đây nó xuống. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái chồi mà nó leo đây thì rễ nó ra ngoài luôn. Dạ, thì có bạn hỏi là rễ ra ngoài thì có tốt không thầy? Thật ra nó ra ngoài thì nếu mà không động đậy gì nó thì nó cũng vẫn tốt, nhưng mà nhìn nó không có thẩm mỹ. Dạ. À. Nhưng mà theo em nghĩ ra ngoài nó đâu ăn uống gì thầy? Ăn hay không gì đó là do mình chăm. Dạ. Cây ăn cái gì là mình pha trong nước, mình tưới. Dạ. À, chứ còn bản thân cái này có gì đâu mà ăn. Dạ. À, nó ít vi lượng lắm đó thôi. Muốn ăn cũng trần thân lắm. Đầu rễ này phải tiết ra enzyme phân hủy cái chất trong cái than này để mà ăn. Dạ. Thì nó chỉ ăn vi lượng thôi. Dạ. Chứ trong đó NPK không có bao nhiêu đó. K dạ. Thì nhiều nhưng mà cũng không dễ gì mà ăn. Dạ. Em thấy rễ nhiều cũng đẹp thôi. Nó tạo ra giống như cái râu vậy đó. Nhìn nó trắng phao. Tùy người thích, có khi thấy bộ rễ mà nó nằm ngoài bìa chậu thì thấy khoái mắt. Còn nếu mà giờ nếu mà nó ra bìa mà mình không thích nữa, tại nó ra ngoài rồi, thì mình cắt đi thầy ha. Cắt luôn. Cắt hướng đó. Cái hướng đó luôn. Rồi thì nó sẽ quẹo vô trong nó đi thầy ha. Dạ. Khi nó ra qua ra mép mình chặn ngang mình cắt là tự nó hết đường ra rồi nó quay vô trong. Dạ. Nó mầm bên trong nó vô. Dạ, bây giờ có bạn hỏi thì cái chăm sóc của chậu này thì giai đoạn sau đó thế nào, tưới phân thế nào á thầy? Thầy có thể thầy giúp giùm ạ. Nếu mà gọi là chăm mà để cho trước hết giờ cây này đủ tuổi ra bông rồi. Đây là cây kim ba. Dạ. Nó đã đủ tuổi ra bông rồi. Nhưng mà giờ mình cũng không cần thiết cho bông. Vì trước nó cũng đã có ra một phát hoa rồi đó. Mình muốn nó phải lớn nữa, nó lớn tương tự giống mấy cây kia. Đúng rồi, nhiều bạn muốn nó đẹp, nó lùm lùm nhìn lá không. Cho nên giờ là đòi hỏi nó phải cứ tăng chiều cao, nở chiều ngang. Lá nhiều, đẹp. Dạ. Khi một cái nguyên lý của cây, nếu mà chúng ta muốn cho nó mau lớn thì chúng ta dùng đạm nhiều hơn lân và kali. Bất kể đó là phân gì, phân chậm tan, phân qua lá gì, chúng ta cũng phải dùng cái công thức là đạm phải nhiều hơn lân và kali. Còn nó nhiều hơn bao nhiêu lại còn tùy thuộc vô cái chỗ này nữa. Ví dụ như cái nguồn nước. Cái nguồn nước của mình nếu nó đạm nhiều quá thì thay vì mình dùng cái phân nào đó mà có đạm cao hơn ít thôi đó, cộng với cái đạm trong nước. Đạm nước ví dụ như nước mưa đúng không thầy? Ví dụ vậy. Yeah. Còn mình dùng nước máy thì nó không có đạm hoàn toàn, thì mình dùng cái công thức đạm cao hơn nữa. Cái đó tùy, mình phải chăm chính cái vườn của mình một thời gian mình mới biết là cái nước đó nó phù hợp với cái mức độ đạm nào là vừa. Mùa nắng cũng khác mùa mưa nữa. Đó. Mùa nắng thì nó xu hướng bốc nhanh hơn, mình có thể tăng đạm hơn mùa mưa. Thì ra là mùa nắng mà tưới đạm nhiều thì cũng có mục đích là chống cái bốc hơi nước. Bốc hơi nước nhiều quá thì nó bù, mình tưới đạm nhiều nó bù lại thầy ha. Mùa mưa thì em tưới 30-10 là em phun qua lá phải không? Dạ. Em phun nó hấp thu chưa kịp là nó bốc hơi đi, đạm nó xu hướng là bốc hơi. Dạ. Thì em bón ví dụ 30-10 thì nó còn lại giả sử như chừng 20-10 thôi. Hai anh kia là bốc không được. Thì còn nguyên nhưng mà đạm là bốc đi. Thì cái cây mùa nắng em bón công thức đó thì nó lớn chừng nhiêu đây. Thì sẽ như em bón 4 tháng nó lên được nhiêu đây. Nhưng mùa mưa em cũng bón công thức nó cũng lịch y vậy, nó lên được nhiêu đây. Tại mùa mưa là em bón cái độ ẩm không khí nó cao, độ ẩm nó cao thì nó bốc hơi chậm.
thì nó ăn được, thay vì bón 30-10-10 thì nãy nó mùa nắng nó ăn 20-10-10, giờ nó ăn 25-10-10, ví dụ vậy. À. Thêm cái nữa là sấm sét nó lại tạo ra nitơ. Nó tổng hợp nitơ, nó tạo ra đạm nữa, nó đổ xuống nữa. Thì nó bổ sung cho em một nguồn nữa, có thể 50 nữa, vậy nó trên con số em bón. À, nên mùa mưa. Cây mùa mưa nó giọt nhiều hơn. Giọt nhiều, nhiều khi quẹo đọt luôn á thầy. Ừ, giọt tốt á. Đó. Còn đạm cho em hỏi là đạm cá rồi đạm tảo thì thế nào thầy? Mấy thứ đó đều tốt hết, nếu nói là đạm thì đều tốt cho mà đạm có bốc hơi không thầy? Đạm đó có bốc hơi. Cái đó là đạm hữu cơ cho nên là cái bốc hơi của nó chậm. Dạ. À, nó không phải bốc hơi giống như đạm hóa học. À. Thì cái đó bón thì rất tốt cho cây, cây nó rất mập, bởi cây nó cần phân hữu cơ. Dạ. À, cái vô cơ là nhân qua thúc cho nhanh thôi. À, còn cái hữu cơ thì nó làm cây mập. Giờ nó ăn thì chậm, nhưng mà có một cái điều nguy hiểm, nó cũng là cái mồi cho nấm mốc với vi khuẩn. Đó. À, cái đó em cũng đang định hỏi thầy đó, có nghĩa là hữu cơ là dễ nấm mốc hơn hả thầy ha? Dạ. Bởi vì cái đạm mà mình bón, không phải đi đường đạm mà NPK, ví dụ như là phân hóa học như mấy cái loại này, ví dụ như 30-10 đi. Dạ. Thì cái này mình bón vô trong vòng 30 giây là nó đã có mặt trong tế bào rồi. Dạ. Rồi mình thứ qua thứ lại vài lần cái nó hấp thụ hết. Còn cái đạm cá đó, em phun một cái 3 ngày em đi cái vườn vẫn còn nghe mùi tanh. Dạ đúng rồi. Tỏ nó bám bề mặt, nó đâu có vô cái ào được, nó phải vô từ từ. Mà chính cái môi trường nó nằm bên ngoài thì nấm mốc nó sẽ phát triển khi mà nó gặp cái điều kiện độ ẩm cao. Cho nên bón vào mùa mưa hay bị thối nhũng. Dạ. Đó. Thì nếu mình dùng cái đó mình thúc cho cây mau lớn thì bao giờ thuốc cũng phải kèm theo. Dạ. À, ví dụ như phun thuốc trước, phun phân sau, cách bữa đó. Hoặc là bón phân rồi thì hôm sau phải dùng thuốc phun ngừa liền. À, cái đó là một cái bí quyết cũng rất là hay. Các bạn ha, các bạn chú ý cái điều này, có nghĩa là chúng ta bình thường cũng không có chú ý cái vụ mà tưới nấm, tưới thuốc. Thì nay thầy chia sẻ là trước đó hoặc là sau đó, trước khi tưới phân hữu cơ thì chúng ta bón thuốc trừ nấm nào đó cũng được. Nhưng mà thường là phủ rộng chắc hay nhất đó thầy ha. Thì phủ rộng, như ví dụ là vườn nó hay bệnh gì. Dạ. Ví dụ cái bệnh mà phổ biến vô cái mùa mưa này là bệnh thối nhũng cho nấm Phytophthora đó. Dạ. À, nó gây ra vàng mấy cái này là nhũng ra. À, hoặc là cái giả hành này nó mềm lại, nó màu vàng. Thì cái bệnh đó là nó diễn ra rất nhanh. Nó bất kỳ bộ phận nào, rễ, thân, cành, lá, bông gì là chỗ nào nó cũng tấn công được. Thì cái biểu hiện đó là khi nó tấn công lá nó vàng vậy thôi. Cái ví dụ như nó làm đây nó vàng thì là mình biết nó rồi đó. Cái lá già nó khác, lá già nó sẽ héo, nó móp từ từ. Còn cái này nó còn tươi, mà nó hơi mọng nước nữa. À. Thì như vậy là mình thấy, hoặc là cái đọt nó mình nắm mình rút ra. Dạ. À, nó mềm nhũn thì mấy cái đó là do nấm Phytophthora. Thì cái đó nó phải ngừa, chủ yếu là ngừa nó trước. Còn mấy cái loại đốm này, ba cái vụ đốm này thì hay là tháng tư là cái chóp lá này nó diễn ra hơi chậm. Dạ. Mà cái thiệt hại nó không lớn, mình có thời gian chủ động hơn. Còn cái Phytophthora thì trong 2-3 ngày thôi là cái vườn là thấy nó bầy nhầy rồi. Dạ. Em cũng có khách hàng hay bị thối lá ngọn. Ừ. Vậy thì cái xin thầy cũng hướng dẫn luôn cái chỉ cái thối ngọn của con Phytophthora giùm em thầy. À, Phytophthora thì mình có mấy cái loại thuốc mà trị mà nó hiệu quả nhanh nhất á. Thì thường mình dùng cái này là AGS. Ồ, thằng này trị luôn cả đó hả thầy? Không, nó là chủ yếu trị thối nhũng. Thối nhũng đó là nấm Phytophthora. Dạ. Còn cái thối nhũng ví dụ trên hồ điệp, trên ngọc điểm đó, thì cái đó là khuẩn Echinacea. À, cái thuốc trị khuẩn riêng, khuẩn là có thuốc trị khuẩn, nấm có thuốc trị nấm. Khuẩn với nấm không có làm lạnh. Khuẩn nó chứ mà lấy phi xanh hả thầy ha? À đúng rồi, hoặc dạ. Là Cachumin. Cachumin. À, dạ. Còn cái này nó là nấm, anh này vẫn trị khuẩn được nhưng mà chỉ kiềm chế nó thôi chứ không có diệt nó. À. Cho nên cái này là trị thối nhũng. Nhưng mà thối nhũng do nấm, còn thối nhũng do khuẩn là khác. Chưa giờ thì em biết cái Alias này của hãng Bayer thì chuyên trị thối nhũng gốc. Tại trong đây nó cũng ghi gốc với thân rễ. À. Nhưng tính ra là nó lại nó ghi vậy thôi chứ đúng ra là toàn bộ luôn hả thầy? Toàn bộ luôn. Ồ vậy là tuyệt vời quá. Tại vì vậy nó ghi thì nó ghi là thối nhũng. Dạ. Yeah. Mà thối nhũng là một cái hiện tượng của nhiều loại bệnh khác nhau. Dạ. Yeah. Phải không à? Thì vậy trên thân có thối là xử được.
Nó này à, ha. Không, nhưng mà cái nó thối là nó thối do cái gì? Cái này là nó bị thối nhũng do nấm phytophthora. Rồi 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 em. À còn cái kia là thối nhũng do hồ điệp, nó thối khủng. Nhũng do Echinacea là vi khuẩn thì cái này em đem vô em sử dụng nó không có hiệu quả. Mà ngược lại cái kia cũng trị thối nhũng mà em đem trị cái thối nhũng nấm này thì không hiệu quả. Vậy mình nên luân phiên hay đó hả thầy? Không, không phải luân phiên, như cái quan trọng là mình trồng mình mới biết. Cái thối nhũng trên dendro này thường là thối nhũng do phytop. Vậy em ví dụ là cái vườn dendro nhiều như là vườn thầy vậy đi. Thì mình tưới cái khuẩn thì nó hơi bị phí đúng không thầy? Tại vì tại nó không có bị. Đó, đúng rồi. Còn cái vườn mà trồng hồ điệp mà ngọc điểm nhiều. Cái đó là dùng cái cam su hoặc là phi san tưới. Đúng. Còn vườn mà hỗn hợp thì vậy là luân phiên hay sao thầy? Không, mình không nhất thiết luân phiên, nhưng mà có hỗn hợp nhưng đâu để lộn xộn. Dạ. À hồ điệp để ra hồ điệp, dendro để ra dendro thì vậy là nó bị khuẩn, là nó nhũng hồ điệp thì nó bị khuẩn xịt hồ điệp thôi. Dạ. Còn nó nhũng cái này thì xịt cái này. Còn nếu mà vườn quá ít thì có phan qua phan lại thì cũng đâu sao hả thầy ha? Không sao. Lỡ phan lít thì tưới hết vườn luôn thì mình có 5-10 chậu nó hầm ba lần. À, dạ. Cứ vậy phun chung luôn. Phun chung luôn thầy ha. Ngừa khuẩn cho thằng này mà thằng này nó dính kệ nó. Thầy theo thầy thấy bị khuẩn nhưng mà hiếm lắm. Dạ. À nếu vậy mình tưới càng tốt. Thầy nếu vậy thì cái Alias này mà pha chung với phi san thì thấy được không thầy? Không, không được. Cái phi san mà đi chung như này nó hay vón cục, nó bệnh. Có thằng này nó hình như khó chịu rồi thầy. Cái thằng này thằng này nó không muốn đi chung với ai hết. Không muốn đi chung ai nữa hay thầy? Một mình nó thôi. Rồi, vậy là quá tuyệt vời về phần chị nắm bệnh ha các bạn ha. Hôm nay là một kiến thức mai quy cũng phải gọi là học rất là nhiều. Thì vậy tiếp tục cái phần chăm bón để về lá khỏe rồi này kia, quá trình chăm sóc này kia thì thầy mong thầy hướng dẫn cho các bạn luôn ạ. Rồi như nãy tôi nói, bây giờ muốn cái cây này tôi muốn cho nó lớn thì giờ đạm nhiều hơn lân và kali. Thì ngoài cái phân bón lá ra chúng ta có nhiều loại phân bón gốc mà mình nói chung mình hạn chế được bao nhiêu, mình hạn chế cái chuyện bón lá. Lá thì bón vô nó hấp thụ rất nhanh, nhưng mà nó cái chức năng của lá là chức năng quang hợp. Đó. Bón lá là cái phân bột này phải không thầy? À, đúng rồi, cái này là quẹt. Nhưng mà mình xịt rồi nó rớt xuống nước rồi, không, đất thì bình thường mình xịt thì nó hấp thụ trực tiếp. Nhưng mà ý là dư nó rớt xuống đây rồi sao thầy? Dư nó rớt dưới này hút thôi không sao. Dạ. Nhưng mà mình bón lá thì nó hay gây ra cái tình trạng là thế nào nó cũng động lên mấy cái nách này. Dạ. Thì cây nó hấp thụ không hết thì nấm nó dựa theo đó nó ăn rồi nó phát triển. À, nấm ăn theo phân. À, dù là mình dùng phân hóa học nó cũng vẫn bị, nhưng mà nó bị ít hơn là dùng phân hữu cơ. Dạ. Cho nên là ở đây tôi dùng cái phân nguyên chậm tan là chính. À. Cái này là loại 10 đều. Tuy nó là 10 đều nhưng mà là cái hiệu quả của nó đó, so với lại cái 14 đều đó, thì nó vượt trội ở chỗ là nó không có bọc ở trong một cái lớp màng. Dạ. À mà nó cứ phóng thích trực tiếp đó, cỡ như chậu này mình bỏ chừng chục viên thì thôi, bỏ nó đụng rễ không sao á. Dạ. Phân này của Nhật đúng không thầy? À này của Nhật, cái này đúng gốc hồi xưa đó, là nó chưa có bán qua bán lại công ty, nó là của Mitsubishi. À, cái anh làm xe hơi công nghiệp là chế là phân bón. À của hãng Mitsubishi. À rồi bây giờ nó là cái kiểu gì? Nó cái hãng đó nó lại bán với, cho một cái hãng khác, nó hai thằng hợp tác gì đó không biết, nhưng nói chung thì cái thương hiệu của nó là bao bì nó không thay đổi. Dạ. Đó, nó 10 đều, nhưng mà cái 10 đều này nó có độc đáo cái chỗ này nè. Dạ. Tuy là ba cái chất nó bằng nhau nhưng mà do cái đạm nó phóng thích sớm, mình bỏ vô trong vòng tháng đầu khoảng như 10 ngày là nó bắt đầu có tác động rồi. Nó giao lóng, à. Nó tăng trưởng rất là nhanh. Tức là đạm phóng thích sớm. À, đạm phóng thích sớm, còn lanh kali nó chậm hơn chút xíu. À. Cho nên là khoảng, về mặt lý thuyết trong tài liệu của nó là cái này khoảng 5 tháng. Dạ. Thì thật sự là mình thấy 5 tháng cái viên phân nó bể ra, nó nằm đó, cái xác nó nằm đó, thì cái này nó chất phụ da nó ít lắm. Nó từ từ nó tan, nó ăn hết à. Thì vậy đó là cái đạm nó thúc cái giọt lên thì khoảng 3 tháng sau là coi như đạm nó cũng còn không nhiều. Thì nếu mình dừng lại đó là mấy cây này nó ra bông luôn. À, nó lấy 10-10 cái đuôi á. À, còn cái kia cái đuôi nó ra bông luôn. Những cây mà nó
nó xiên bông thì khỏi cần kích gì hết, vậy xong hết cái tốt tự nhiên lên luôn, à, nó lên luôn hai ba bòi bông vậy đó. Còn nếu mà gọi là chơi lan đơn giản nhất là quăng một chục cục dày và cứ tưới nước 4 tháng sau gặp bông. À đúng vậy. Kiểu vậy thầy ha. À, đó. Vậy. Kiểu vậy đó, coi như khổ bón phân gì luôn á. À, ví dụ gọi là trồng lan đơn giản nhất trên đời á. Đúng rồi. Dạ. Đó thì mình chỉ cần vậy thôi, còn bây giờ giả sử cây này nó hơi khó có bông. Dạ. À thì mình hỗ trợ nó thêm cái 10 năm 2 17 hay là 10 50 10 tại đây cái phân này đặc riêng. Dạ. Phân này nó có cái tác động của nó thì cũng giống như 10 50 10 vậy. À, còn cái chỉ số này tăng giảm thì theo yêu cầu của mình, tại cái vườn mình nó đạm nhiều quá mình tăng thêm kali. À. À. Rồi mình cần cái chỉ số lăng nó hơi cao. Nhưng mà ví dụ như mỗi lần mình bón cái này để kích hoa thì mình có thể mình dùng này mình hỗ trợ nó để cho nó kích hoa, còn nó lớn là chỉ nhiêu đó thôi, không cần gì nữa hết. Dạ. Đó. Bón tất cả những chậu lớn chỉ mấy viên vậy là đủ rồi đó. À, trời ơi, bí quyết là chỉ còn đơn giản vậy thôi hả thầy? Không có bón phân qua lá để cho cây lớn, trừ ra cây con thì tôi mới dùng cây mô, mới dùng cái loại 30-10-10. Tức là thầy có ít bón cái này luôn hả? Anh ABK là thầy không ít bón luôn hả? Không có bón cái này. À. Cây trong chậu không có dùng. Vậy tính ra chơi lan đơn giản quá thầy ha. Quá đơn giản luôn. À. Còn ly nữa đó, cây mà khó ra nữa thì dùng 6-30-30. Thầy bây giờ có một cái này nó hơi chuyên sâu, thôi để em làm clip khác đi. Mời các bạn sẽ coi một cái clip khác á, là mình sẽ hỏi thầy hai á, là 6-30-30, 10-5-2-17, 19-31-17 khác nhau cái gì? Làm cái clip đó em thấy là hay lắm. Bây giờ cái clip này lên tới 21 phút rồi, bây giờ là nó dài rồi nên mình làm cái khác. Em cũng có cái thắc mắc là chỉ số mà nó đã lân nó 30 rồi lân 52 rồi lân 31. Đó thì cái gì để em làm cái clip khác để phục vụ các bạn sau ha. Rồi bây giờ tức là cái bí quyết là thầy cũng đơn giản vậy thôi. Em thấy cái đơn giản này là khoái rồi đó. Có nghĩa là nó quá đơn giản. Thầy cho em hỏi cái phân viên này em thấy hãng nó còn có cái chỉ số 1266 nữa thầy. Hãng này đúng rồi thầy. Hãng Nhật đây nè. Cùng luôn, cùng một hãng luôn. Nhưng mà cái viên nó bự như vậy nè. Thì thầy cho lời khuyên khi xài phân đó là thế nào luôn thầy? À trước đó nó lại thêm cái viên phân này chút xíu là cái này nó là 10 10 10 1 trong đó có một manhê. À có một manhê. Hàm lượng manhê nó 1% đó. À chứ nó là trung lượng mà. Còn cái viên 12662 đó là đạm nó là nhì cao hơn thằng kia 2 lần. Dạ. À thì cái viên đó thì bỏ vô cây nó rất mập. Dạ. À nó cứ tăng trưởng liên tục mà một viên đó nó tác động như vậy là 1 năm đó. Đó, cái loại mà người ta dùng nó bón cho cao su luôn mà. Đó. Thành ra mình khi mình dùng một viên đó mình cắt ra làm 3 làm 4, mình muốn có bông đó, thì phải cắt ra làm 3 làm 4. Yeah. Mình bỏ trong đây cho nó thúc cái giai đoạn lên chồi, thì khi chồi mới hoàn chỉnh rồi là nó hết đạm rồi. Yeah. Một viên để nguyên thì nó tan từ, nó phóng thích từ từ, nó mài đi từ từ thì nó mất 1 năm. Nhưng mình cắt nó ra nhỏ thì nó còn 3 tháng, 4 tháng. Rồi vậy thì thôi để em cũng sẽ làm một cái clip để phân biệt hai cái phân đó. Em cũng thực sự em cũng lấn cấn nhà mà các bạn ơi, rất là may là thầy hai á là người đầu tiên gọi là thử nghiệm và đem cái phân đó về Việt Nam. Thì chúng ta thường biết cái phân tan chậm nó qua học lớn thôi. Thì thôi để mình làm thêm một cái clip khác để phân biệt cái phân đó cho chuyên sâu hơn ha thầy ha. Không, chính xác là công ty đó nó nhập phân nó về nhưng nó nhờ mình thực nghiệm á thầy, khảo nghiệm thì thầy là người đầu tiên luôn. Đầu tiên công ty đó đem về và nhờ thầy là người đầu tiên để khảo nghiệm cái đó nên là đảm bảo rất là rành, mà thậm chí cái phân đó hồi nãy nghe cái thầy hướng dẫn thấy nó hiểu rất là sâu. Đúng là về chuyên gia thì nghệ nhân thì có nghe cái hướng dẫn quá. Khác chứ còn bình thường là gọi là học lớn á thầy thì nó không có đủ. Thôi để em làm cái clip khác, bây giờ cũng là phút thứ 23 rồi. Bây giờ nếu vậy là ít có bón cái phân NPK như vậy thì mình bón vậy rồi cái chị nấm bệnh cơ bản cho cái giò lan này để phát triển thành chậu khủng thì thế nào thầy? À giờ trước hết là mình chống, quan trọng là cái cây lan nếu mà trồng chuyên về những cây lan mà đang rô dung nè, cái nhóm mà nhóm đa thân á, Calaya nè, Oncidium nè đó, thì những cái đó các bạn chơi thường thì ví dụ như giả hạt là nó cũng trong cái nhóm đang rô dung thì nó rất dễ bị cái bệnh do nấm Phytophthora gây ra. Dạ, nhũng. Dạ. Thì mình cứ dùng một trong hai loại thuốc, loại thứ nhất là mình dùng cái loại AGS này mình phun. Dạ. À,
Loại thứ hai là chúng ta dùng cái kia là phổ nó rộng thì nó có hai hoạt chất, đó là cái ribomin gon. À, cái ribomin gon. À, thì trong đó nó ngoài matalaxin là cái đó đặc trị cái phytophthora, với lại một hai cái loại nấm nữa, ví dụ như thối đen trên trên đọt. Dạ. À, còn lại cái măng cô dép nó kèm trong đó, đó là nó trị các cái loại đốm. Dạ. Tới khoảng 70 mấy cái loại đốm khác nhau. Dạ. Mà măng cô dép cũng trị được phytophthora, nhưng có điều là nó là dạng tiếp xúc bề mặt. À, bên ngoài thì nó còn diệt được, nhưng mà nấm mà nó ruộng vô bên trong thì thuốc nó chỉ bên ngoài thôi. Còn cái anh này là trị nội hấp trong luôn. Lưu dẫn luôn thầy ha. Diệt từ trong diệt ra. Vậy là thằng kia diệt từ ngoài diệt vô. Nội trong ngoại kích luôn. Dạ. Dạ. Cho nên là cái matalaxin thì nó tác dụng nó lưu dẫn. Dạ. Còn thằng kia là tác dụng tiếp xúc. Ồ, vậy là về nấm bệnh nó cũng đơn giản thôi. Đơn giản. Ngoài ra thì ví dụ mình không có cái đó thì mình dùng cái này. Dạ. À, mình pha chung cái này, tôi cũng pha thử được. Thì cái này nó cũng dạng tiếp xúc. Trước đây tôi nhầm lẫn là nó lưu dẫn, nhưng không phải. Nó là dạng tiếp xúc. Daconin. À, Daconin. Nhưng mà Daconin bột sẽ tốt hơn là cái Daconin nước. À, dạ. À, thì cái này mình dùng 1.5 g. Cái này mình 2 g vô 1 lít. Thì mình cứ cho vô chung hai thằng này, mình quậy thằng này trước, thằng kia sau. Rồi đổ chung vô là mình phun cái làm phòng ngừa tổng hợp. Thằng này nó có tác dụng trị đến khoảng 250 cái bệnh khác nhau. Trời ơi, vậy mình tưới mình lời quá rồi thầy. Tưới cái lời 200 mấy bệnh. À, những cái như nó không đặc trị cái phytop. Vậy là hai thằng mình pha nhau là đủ đồ chơi thầy ha. À, coi như vậy là mình quýnh vậy là trọn nguyên bộ nấm rồi đó. Thành ra thấy cái vườn nó ít có bệnh là vậy. Đúng rồi, em thấy là cái vườn thầy xanh tốt, bạn nào cũng khen hết. Tuyệt vời. Vậy là về nấm bệnh là nó chỉ cần đơn giản vậy thôi hả thầy? À, nhưng còn chi tiết mình cũng lưu ý. Mùa nắng thì mình có thể cái định kỳ mình lơi ra. Nấm bệnh 10 ngày. 15 ngày. Mình thấy nó không có thôi 1 tháng, 2 tháng. Dạ. Nhưng vào cái mùa mưa đặc biệt mình lưu ý. Hôm qua mưa, hôm nay là cái độ ẩm không khí nó rất cao. Dạ. Thì chắc chắn là trong vườn nó sẽ phát sinh ra nấm bệnh. Dạ. Là mình phun nó ngừa trước, đừng có đợi thấy là xong rồi. Rồi mình phun ngừa trước cho cái vườn của mình. Rồi khoảng chừng 5 ngày sau nếu mà nó khô ráo thì thôi. Mà nếu nó lại xuất hiện tình trạng ẩm ướt mà cứ âm u như vậy là nó dễ phát bệnh lắm. Là mình lại xử lý tiếp. À. Mà mỗi lần mình xử lý như vậy thì mình nên, giả sử có ai dùng phân qua lá thì mình nên tính cái chuyện kết hợp. Đó. Ví dụ mình tính là ngày mai mình phun thuốc. Dạ. Thì sáng mai mình bón phân đi. Dạ. Rồi chiều lại mình phun thuốc là mình ngừa luôn. Vậy là bón qua lá là mình phải ngừa bệnh nhiều hơn. Ừ. Vì nãy thầy nói là nó sẽ nằm vô nách đúng lá rồi, hoặc rồi. Là nằm trên lá rồi vi khuẩn dư nó ăn hoặc là cái nó, mùa này mà bón phân lên lá rồi rất dễ bị thối nhũn. Hữu cơ nó lại còn nắm bệnh nhiều. Dạ. Gặp mưa như này kia nữa. Đúng rồi. À, vậy thì cái vụ mà bón 2 viên 10 viên gì thấy lợi hại quá thầy ha. vậy là cái chậu nhỏ này mình bón mấy viên thầy? Cái này khoảng gần 6 viên thôi. Chậu 18 này là 6 viên đó, hả thầy? Này trong đây có mấy viên thôi. Dạ. Mình có cần chôn vùi lấp gì nữa không thầy? Thì đúng ra cái này mình để giờ nó sẽ bốc hơi. Dạ. Nên nếu mình vùi nó được dưới thì mình vùi, mà giờ cái này nó dính rễ mình không vùi thôi mình cứ bỏ. Thật ra mình tính nó cái độ hao nó cũng không bao nhiêu. Dạ. À, chứ còn bón về thì hơi hao. À. Nếu nó nằm ở dưới thì nó ít bốc hơi. Vậy là mình vùi thì tốt hơn chút thầy ha. Thầy ơi, còn trừ sâu thì sao thầy? Sâu gì nó có, sâu gì mình trừ sâu đó. Trên cái lan này thì thường mùa này là có hai sâu ăn lá ở ngay đọt non. Ví dụ nhện đỏ này kia thầy, nghiệp này kia đó. Nhện đỏ đối với cây lan, một đang rô, hai nữa là hồ điệp, ba nữa là cọc điểm cũng bị thầy. Dạ. Thì nó thường phát triển ở dưới cái bề mặt lá. Mà mình muốn hạn chế nó thì do kỹ thuật tưới của mình. Dạ. À, ở đây không có xài đồng bạc thuốc nào về trị nhện đỏ hết á. Dạ. Tại khi mình tưới á, mình dùng cái vòi phun. Dạ. Bắn xéo này cái giọt nước nó đi dưới này gần như nó rửa hết rồi. À, rồi hôm sau mình bắn bên kia lại. Ừ. À, hoặc là mình đi dày lát nữa mình đi hàng bên kia bắn ngược lại rồi bữa sau đi dày bữa mình đi dày. Nói chung là các cái đường đi mình chéo nhau là làm sao cho cái bộ lá mình trong một tuần nó tiếp xúc với nước 2 lần. Khi tưới bộ lá dưới. À, mặt dưới, chủ yếu mặt dưới. Khi mình tưới đều rồi mình cứ bắn vẹt cái rẹp nó có dính đây nó cũng quăng xuống.
Dện đỏ dính nó cũng quăng xuống, nhưng mà hai cái đối tượng này với con bọ trĩ là nó lại thích khô và nóng, cái môi trường sinh thái của nó. Mà mình làm cái này nó ẩm và nó mát. Ẩm và mát. À thì nó ngược lại, nó không phát triển được nhiều. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Mà cái giò phun mình phun một giò gì cũng không cần mạnh gì, cái miệng dưới này ướt và nó hư hết. Nó trôi tuột đi hết. Nó không trôi nữa, ướt trứng nó đẻ ra nó hư hết. Lúc ướt lúc khô, mà cứ bữa hai bữa khô, bữa hai bữa ướt nó làm hoài. Em cũng có đọc sách. Mấy sách xưa á, họ cũng thầy tịch á cũng có nói là dùng cái chiêu đó, có nghĩa là khi tưới nước là ở dưới lá phải ướt. Thì thực sự là bây giờ thời đại công nghiệp thuốc nhiều quá, những cái nguyên tắc đó lại bỏ quên. Nhưng mà thực sự hôm nay thì thầy, một nghệ nhân chơi lan lâu hơn 30 năm, thì nói là điều đó là em ôn lại kiến thức. Dạ. Em phun nó không cách nào em phun nó hết được. Ví dụ như cái chậu này với chậu này trên sạp nó nằm kế nhau. Dạ. Em phun đây làm sao mấy cái lá này nó dính được. Dạ. Bên kia em phun thì lá bên kia dính, cái lá bên đây không dính. Dạ. Thành ra là sẽ tạo ra sự loang lỗ. Nếu thuốc đó là loại thuốc lưu dẫn thì bản thân cái cây nó cũng ướt không đều, cho nên nó lưu dẫn cũng không đủ lượng thuốc. Mà nếu mà nó là thuốc tiếp xúc, trúng đâu nó diệt đó, thì cái chỗ trúng nó diệt, chỗ không trúng nó không diệt. Một hai ngày thuốc mất tác dụng, nó chọc cho con nhện đỏ nó kháng dữ nữa. À, nó kháng bệnh. À, còn trong nó kháng thuốc chứ lộn. À, kháng thuốc. Trong khi đó mình cứ dùng cái cách mình tưới là nó không phát triển được là tốt nhất. Anh thấy thì cái cách thầy nó có một số cái phù hợp với môi trường của vườn thầy, mà cách trồng nữa. Thứ nhất là trồng thầy trồng than thì độ ẩm nó không có cao, mà thầy tưới cái đó thì rõ ràng nó nhiều hơn hả thầy ha. Cái độ tưới nó phải nhiều nó mới đủ ướt hết. Đúng. Thì nó lại làm cho cái chậu lan của thầy ẩm ướt nè, gờ nè, rất là thoải mái, và cây không bị ốm nữa nè. Nếu mà cái cách đó thì nếu mấy bạn mà trồng xưa dừa hay là trồng ẩm quá thì sao thầy? Hoặc là xưa dừa thì nó ướt, có thể nó ướt 100%, mà nó ướt suốt luôn 24/24. Nhưng mà nhờ cái thể xưa dừa nó xốp, tuy là nó là mình không có dằn nó nhưng mà nó vẫn có cái độ xốp trong đó. Dạ. Cho nên là khi mà nó rút nước đi thì nó vẫn còn oxy, rễ nó không thối, nhưng mà đến cái giai đoạn mà khoảng chừng 5-6 tháng sau á thì nó mủng ra rồi đó. Dạ. Thì cái khu vực đó nó có thể nó gây ra nấm mốc gì trong đó, nó sẽ mất oxy để nó thối. Còn mình làm vậy là để mình mang cái tính chủ động hoàn toàn, là mình muốn nó khô là mình chỉ cần nghiêng tưới là nó phải khô. Dạ. Mà cây lan là tối kỵ, rồi cái ẩm ướt 100% hoài là rất khó trị đó. Ví dụ như giớn Nam Mỹ của Chile đó, trồng hồ điệp đó, thì cái loại đó bản thân nó sát khuẩn, nó nén cứng, nó rút đủ độ ẩm mà nó không có thừa nước. Dạ. Nó không sao. Còn như mà cái sữa dừa của mình mà nó ẩm quá nó phân hủy, mà khi nó phân hủy là dứt khoát có chuyện đó, lại gây nấm bệnh. Vậy trồng sữa dừa là tưới nấm bệnh phải nhiều hơn nữa thầy ha. Ví dụ như tôi cái chậu về tôi gỡ ra hết, tôi cho vô lại chậu này đó, rồi mình đem về nó về đây. Dạ. Đó, mình cho vô chậu này, bỏ cái sợi dừa đi. Thì cái này mình để có thể được 2 năm. Dạ. Mà nếu mình trồng mà 2 năm mình chưa leo chậu thì có thể 3 năm. Vậy là mình đúng là mỗi vườn thì nó có một cách kiểu. Thì kiểu trồng than nó cũng có cái lợi. À. Là gì tưới nó trừ nấm bệnh này kia, mà trừ nhện đỏ mà nó lại làm ẩm luôn. Dạ. Thầy cho hỏi thêm cái nữa là bọ trĩ thì sao thầy? Bọ trĩ thì trên dendrobium thì chỉ khi nào ra hoa mà rơi vào mùa nắng đó, như cái đợt vừa rồi đó, mà nhất là nắng nóng vậy đó, cái hoa nó hay bị con bọ trĩ, các cái cánh hoa nó chập nhau. Ví dụ mượn một cái hoa đi. Dạ. Này, ví dụ cho nó dễ đây, cái hoa đó thì thường những cái cánh hoa mà nó tròn khít đó, nó chồng mép vậy nè. Thì ảnh chui giữa hai mép này, ảnh chích hút thành ra cái mép nó bị khô. Còn đối với mocara thì nó chích hút luôn ngay cái nụ thì nó queo luôn. Còn những cánh hở thì ít bị hơn. Dạ. Thì đối với bọ trĩ vậy thì mình phun thuốc từ bọ trĩ, ví dụ như là Movento. Hay là Confidor. Dạ. Đó. Mấy thuốc đó thì xịn, hiệu quả nữa. Mà nó riêng Confidor thì nó ít ảnh hưởng đến cái hoa, còn mà Movento mình phun mà mình không khéo nó bị háp cái hoa, một vài loài thôi chứ không loài nào nó cũng bị. Dạ. Vậy thì tuyệt vời quá. Thầy ơi, cho em hỏi cái cuối về cái tưới nước của cái chậu này đi. Video lố clip cũng khá dài.
cái này mình tưới thì thiếu trồng than vậy thì mùa nắng thế nào, mùa mưa thế nào thầy? Ở đây mình không nói mùa nắng mà cũng không nói mùa mưa. Dạ. Mình chỉ nói ngày nắng thôi. Dạ. À, cái những cái ngày nó nắng mà độ ẩm không khí nó gần như nó rất thấp á. Dạ. Thì một ngày mình tưới có thể 3 lần. À. À, lần thứ nhất mình tưới vào khoảng 7-8 giờ sáng gì đó. Mình tưới đầm đìa. Mà đầm đìa gì thì đây bề mặt nó có nhiều nước, còn trong này nó ướt, nó chỉ là cái không khí thôi. Mình tưới nó đầm đìa một lần. Rồi khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ là mình tưới giảm nhiệt. Dạ. À, thì khi mình tưới giảm nhiệt chi bởi nhiệt độ đối với cây dùng nhiệt đới thì nó khoảng chừng 30 độ thôi. Chứ trên 30 độ là nó ngưng, nó không quang hợp nữa. Thì mình tưới giảm nhiệt là cái hạ cái khí hậu tiểu dùng xuống. Dạ. Nó dưới 30 độ để cây tiếp tục nó quang hợp, nó lớn. Dạ. Cho nên cái cây ở đây và cây của Lâm Đồng nó khác nhau cái chỗ đó. Ngoài kia nó hoạt động liên tục suốt ngày. Dạ. Còn đây 10 giờ nghỉ tới 2-3 giờ nó hoạt động lại. Cho nên cây này chậm lớn ha. Chưa mình tưới đậm không thầy? Không, chưa mình không biết tưới đậm, nếu nó khô tưới đậm lại, còn không có mình cứ tưới ướt giống như trời mưa vậy đó. Tức là vì tựa vừa tùy theo cái chậu này ha. À, tùy theo chậu, tùy theo cái điều kiện khô hanh. Dạ. Khi mình tưới thường xuyên cái vườn mình vậy, mùa nắng ở dưới này nó cũng vẫn ướt. Dạ. Cho nên cũng không có hực cái hơi nóng đâu. Dạ. Mình lâu lâu làm lần thì nó hực. Rồi cái khoảng chừng 1-2 giờ trưa, khoảng giờ này. Vậy là cách nhau 2 tiếng à? Hai ba trời em tưới xong chừng nửa tiếng hồ nó khô. 11 giờ 2 giờ 3 tiếng. Dạ. À, khoảng đó. Là nếu em thấy mà nó khô hành nóng à, giống như nãy em bước vô đó thì thấy cô đang tưới đó. Dạ. Là khoảng 2 giờ đó tưới lại một lần nữa thì cũng vừa là nếu đây là khô thì mình bổ sung. Dạ. À, còn nó ướt thì mình chỉ quơ sơ ra quơ cho nó, cho ướt, nó giảm nhiệt mát. À, giảm nhiệt thì cũng lợi dụng cái đó là mình cũng tưới nước đây luôn, thành ra ngày nào nó cũng có nước đụng ở dưới này, nhện đỏ nó khó tồn tại đó. À. Rồi vậy thôi. Còn những cái hôm mình nó âm u như vậy, hôm dạ. Chiều hôm qua mưa thì hôm nay bỏ luôn nguyên buổi. À hôm qua mưa dầm đấy thầy ha. Mà chiều mà nó âm u nữa thì nó khô kệ nó cũng bỏ luôn. Bị nó âm u vậy là không nên tưới. Hồi nãy tại tháng nắng quá tưới cho nó âm u vậy là mình bỏ. Dạ. Và cái lần cuối cùng trong ngày dù nó có khô gì kệ nó, cây lan nó khác với mấy cây kia. Nó khô để cho nó khô luôn, chứ chiều gần tối mình tưới là dễ sinh ra nấm mốc. Dạ. Độ ẩm kéo dài quá 2 tiếng thì nấm mốc sẽ sinh sôi nảy nở. À, coi như tối mình không nên đụng chạm tới nước. Đừng cho nó ướt gốc, ướt thân gì, nó rủi nó khô quen. Nên thành ra tối mưa dầm thì ngày hôm sau là mình ngưng rồi. À, ngày hôm sau ngưng. Mà nếu mà thấy mà kiểu mà nó làm liên tục 2 bữa có thể phát bệnh là mình canh cái thời điểm nào tốt nhất. Bất kể trong ngày. Mình không có nói mấy giờ đó, ví dụ như bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Mà nó âm u về mà mình liệu là ngày hôm qua nó ẩm mà hôm nay về nữa là chắc chắn ngày mai nó phát bệnh, nó đã có bệnh rồi đó nhưng mà nó chưa nhiều. Dạ. Có thể 12 giờ, 1 giờ gì không biết, cứ không có nắng là mình cứ việc phun thuốc. À. Đâu có nhất thiết đợi chiều hay sáng, người ta phun trong lúc không có nắng. Dạ. Mà nó âm u thì suốt ngày thì mình cứ việc phun. À. Ở đây phun không có kể giờ, mà bữa nào trễ quá có thể bật đèn phun ban đêm luôn. À. Thuốc mà mình dùng vào mùa mưa mình dùng chủ yếu cái loại thuốc lưu dẫn. Em phun tiếng đồng hồ sau nó ráo rồi là nó đã vô hết rồi. Lúc đó không có mưa, bây giờ hôm qua cái cây này hụt khói nữa thì thuốc cũng vô trồng. Vậy là chiều là thầy thấy âm u là thầy tưới. Vậy cũng có cái hay là trễ trễ đó là hay mưa. Mình tưới cả 2 tiếng sau là coi như im hết rồi thầy ha. 1 tiếng là đã im rồi. Đó. Chứ bây giờ nhiều bạn bị một cái tình trạng là 4-5 giờ chiều mới tưới nắm bệnh. À. Rồi cái chút. À, nó mưa mới rửa hết là tiếc quá uổng cái công mình đó, nên thành ra là cái vậy là cũng là một cái bí quyết rất là hay, cứ là mình đoán được thời tiết ha. À, cứ mình thấy nó âm u suốt ngày thì bất kể giờ nào nó ráo cây là mình phun thuốc. Ôi vậy tuyệt vời quá. À, cái clip cũng khá dài, cảm ơn thầy Hai đã hướng dẫn từ nãy giờ rất là nhiệt tình. Em thay mặt các bạn đặt câu hỏi và một số bạn xem và nhiều bạn rất là khen cái video này kỳ trước, thì xin chúc thầy cũng nhiều sức khỏe. Đời. Cũng như vườn lan đẹp, coi như lúc nào để Mai Quy có thể lên để làm clip thì để hướng dẫn các bạn tiếp một số cái cây khác, hứa hẹn những cái video khác. Thì cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Đời. Xin chào thầy ạ. Cảm ơn em, chào các bạn. Dạ.